Xin kính chào quý vị đến với kênh Thời sự và Giải trí. Kênh xin kính gửi tới quý vị nội dung Thấy gì từ hành vi của một vị phó chủ tịch phường, tác giả Mạc Văn Trang. Sau đây là nội dung chi tiết. Sau khi xem ba cái clip của ông Trần Lê Hữu Thọ, phó chủ tịch phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, thành dân. Clip 1. Ông và tổ công tác bắt anh Trần Văn Em, 25 tuổi, chú xã Diên Hòa, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa ở ngoài đường vì đi mua bánh mì, vi phạm vào chỉ thị 16. Clip 2, ông Thọ căn vặn anh em là bánh mì không phải là lương thực thực phẩm. Clip 3, ông Thọ và tổ công tác đến kiểm tra lò bánh mì lập biên bản, thu giấy phép, mời lên phường làm việc thì thấy gì? một Ông Thọ mượn cớ chỉ thị 16 để hành dân không một chút tình người chỉ thị 16 yêu cầu giãn cách xã hội, người ra đường không có lý do chính đáng thì bị phạt. Anh Trần Văn Em buổi trưa đi mua bánh mì và nước để ăn uống. Anh đã trình bày là công nhân đang làm tại công trường, có đủ giấy tờ hợp pháp. Anh đã năn nỉ hết lời xin được thông cảm, tha cho em. Nhưng ông thọ và tay chân nhất định không tha, đồ này không phải là đồ thiết yếu, anh mua đồ ăn mà thiết yếu gì. Ông ta còn nói Mày từ trên núi xuống à Còn đe dọa đuổi việc anh em Sự thật Ông ta và đám tay chân Chỉ mượn cớ chỉ thị 16 Để hành dân phạt dân càng nhiều Càng thích Đáng lẽ trường hợp như thế này Chỉ cần nhắc nhở rồi cho người dân đi Nhưng ông ta nhất định Bắt anh em về đồn đập lập biên bản Thu giữ xe máy Không một chút tình thương cảm thông với người dân Hai Phó chủ tịch phường quá ngu dốt, vô văn hóa. Bắt anh em về đồn, ông ta ra oai, nói lấy được, bắt dân phải nghe những điều ngu ngốc. Bánh mì không phải là lương thực, thực phẩm, hiểu chưa? Sau vụ hành hạ anh em, ông ta và tổ công tác đến hành chủ lò bánh mì với thái độ hống hách, vô mình như vậy. Ông ta coi mình như cha mẹ dân, quát nạt, dạy bảo dân bằng những lời ngu ngốc đe dọa dân với thái độ cực kỳ vô văn hóa. 3. Ông ta ngu đến mức không biết mình là ngu, là ác, là khốn nạn, lại tự quay clip hành hạ dân rồi post lên mạng. Hành vi này cho thấy tột cùng của sự hợm hĩnh, tự phụ, khinh dân, coi thường tất cả chỉ cốt để hiện lên oai lên kiểu xã hội đen của mình để hăm dọa dân. Hành vi này chẳng khác gì hành động bản năng, vô ý thức của một đứa trẻ thiểu năng trí tuệ, vô giáo dục. 4. Cả tổ công tác cùng u mê tăm tối Tổ công tác khoảng 4 đến 5 người, nhưng tất cả đều hành động răm rắp như robot, theo lệnh của Phó Chủ tịch Thọ. Không ai có một ý kiến khác, không ai tỏ chút thương cảm người dân. Sự u minh tập thể, cái ác của tập thể thật đáng sợ khi những nhân viên dưới quyền một kẻ ngu và ác thì tất cả dường như thành công cụ cho kẻ ngu kẻ ác cầm đầu thật nguy hiểm cho người dân năm thân phận người dân thật khốn khổ xem ba clip này và clip anh chồng quỳ lạy tổ công tác lập biên bản xử phạt người vợ anh vừa mở cửa ra càng thấy thân phận của những người dân chẳng khác gì là anh pha chị dậu ngày xưa vợ tôi đang có bầu Tôi mất việc, khổ lắm rồi, không có tiền nộp phạt, các ông có bắt đi tù thì bắt đi. Một tổ viên tổ công tác vẫn bình thản giải thích, lập biên bản là để bảo vệ an toàn cho vợ anh, cho gia đình anh. Đây chỉ là mấy cái clip vô tình lộ ra, cho thấy bộ máy công quyền ở cơ sở hãi hùng biết chừng nào. Sự thật ở cơ sở đã lợi dụng chỉ thị 16 để xử phạt người dân. Có quận còn khoán chỉ tiêu phạt Phó Giám đốc Sở Thông tin Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh còn báo cáo thành tích. Trong 5 ngày đầu đã phạt 2.252 người, thu số tiền 4,9 tỷ đồng. Các vị lãnh đạo luôn tuyên truyền, chính quyền của dân, do dân, vì dân. Chính quyền phục vụ người dân, lấy dân làm gốc, không để cho người dân nào phải đói ăn, thiếu mặc, không để cho người dân nào tụt lại phía sau, vân vân và vân vân. Nhưng hãy xem chính quyền cấp phường xã hành dân ra sao mới rõ. Người dân chỉ biết cam chịu, van vỉ, đút lót, quỳ lạy mà thôi. Người nào phản ứng mạnh mẽ là bị quy tội chống người thi hành công vụ, bị còng tay bắt đi rồi bị hành hạ và nộp phạt, hoặc tự chết trong đồn, hoặc phải ra tòa với bản án bỏ túi. Kính thưa quý vị, vừa rồi là nội dung thấy gì từ hành vi của một vị phó chủ tịch phường? tác giả Mạc Văn Trang. Đến đây là kết thúc. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những nội dung sau.